Báo cáo quý vị là có một lô chảo. Đây là những nồi chảo để nấu nướng rán hoặc là kho, cái gì làm cái gì của quý vị. Đây là các size của mã chảo. Ở đây là tất cả cái chảo này là chảo hàng bãi của Mỹ quý vị nhé. Hàng bãi của Mỹ quý vị nhé. Nó nặng với độ dày của nó phải gấp 4 5 lần cái chảo của mình luôn nhé. Báo cáo quý vị thế. Mà quý vị bây giờ ra ngoài mua bình thường, những cái chảo bình thường nó cũng đôi 300 nó mỏng dính nhỉ, chứ chưa phải là chảo Mỹ. Đây cũng không có nhiều đâu, có đôi 4, có 6 cái thôi quý vị ạ. Có 6 cái thì em đã ghi số thứ tự cũng như giá bên trong này. Bắt đầu từ chiếc đầu tiên, quý vị nào lấy thì báo cho em nhé. Đây là chiếc, tất cả đều là chảo của Mỹ hết. Độ dày của nó phải khẳng định từ 4 đến 5 lần chảo của mình luôn nhé. Rất là chắc chắn. Đây là chiếc chảo số 1 với giá 400. Chảo còn cực kỳ là đẹp quý vị nhé. Về lau, quý vị lau rửa đi. Đây, mã thương hiệu của em nó đây. Quý vị nhìn giúp em để em soi với đèn. Soi đèn nó ánh nó còn khó hơn. Đây. Để em nhìn xem quay kiểu nào cho quý vị nhìn cho nó dễ được cái logo của hàng Mỹ. Đây, quý vị nhìn rõ chưa? Hàng lúc gì đây này? Hàng Made in USA quý vị nhìn chưa? Made in USA nhé. Đấy, quý vị đọc giúp em nhé. Made in USA. Thứ tự gì của nó là số 86 cuối cùng. Quý vị nhìn chưa? Giá chiếc chảo đầu tiên là 400. Em cứ thấy có cái gì hay hay đẹp đẹp về người dân mình dùng được là em bán cho quý vị đây. 400k. Đó là chiếc thứ nhất. Chiếc thứ hai cũng 400k. Quý vị nhé. Dày nặng trịch tay. Được chưa? Còn đẹp lung linh. Cũng hãng đó đây, em quay luôn cho quý vị. Đây là hãng khác. Quen quen cái gì này. Cũng hàng Made in USA quý vị nhìn chưa? Made in USA, số cuối cùng là 981. Nhá. Đấy, Made in USA, chảo Mỹ quý vị nhá. Giá cũng 400k. Đây cái thứ hai. Tiếp tục đến cái thứ ba. Đây. Cầm nó nặng mỏi tay luôn quý vị ạ. Nặng trịch luôn. Này. Hàng rất là đẹp luôn quý vị nhé. Cái nào như cái nào đây. Chứ không phải quý vị không phải so ấy như cái nào đó. Quý vị thích cái nào đấy, mình thích cái nào đó. Đây. Cái này đây. Cũng hàng Made in USA quý vị nhìn chưa? Tất cả hàng Made in USA xịn hết, hàng bãi. Đấy. Quý vị nhìn rõ hộ em nhé. Số thứ tự của nó số 3 nhé. Đây. Cuối cùng số 84 đây. Chảo thứ ba, giá cũng 400k nhé. Chảo thứ ba. Tiếp tục đến cái chảo thứ tư. Cái chảo này thì nó cũng như thế, nhưng kia nó sâu lòng hơn một chút. Quý vị có thể làm nổi được. Thứ tư. Thứ tư, đúng cho quý vị nhé. Giá cái thứ tư là giá 450k nhé. Cũng đẹp bóng luôn. Bóng loáng luôn. Đây là em lau vết mỡ của em cái đây này, em vừa lấy, quý vị thông cảm. Em vừa lấy tặng cái rẻ mỡ em lau nên là nó có hơi lông loàng, quý vị phải dọn đi. Đây cái thứ tư đây, thương hiệu khác. Thằng này là của cái gì đây, FHP gì này, Echo này, cũng khó đọc lắm. Đây cũng Made in USA quý vị nhé. Nhá. Hàng Made in USA quý vị nhìn chưa, tất cả nồi đều là nồi Mỹ hết. Quý vị đếm số thứ tự hộ em nữa. Đây là số thứ tự là số thứ tư, giá 450k cái nồi này, cái chảo này. Tiếp tục đến cái chảo thứ năm, nó còn nặng hơn nữa. Đấy. Nó size nó to như thế này mà nó còn nặng đôi ba cái kia, quý vị nhìn xem nó dày, thấy chưa? Cái size đây là số thứ tự là số thứ năm, giá 700k cái chảo này quý vị nhé. Đúng. Một cái chảo này chắc về nước mình mà nó bỏ ra đúc đúc lại chắc phải được 4-5 cái mất. Đây. Mã của em nó đây các bác nhé. Em phải đặt, quý vị thông cảm cho để em kê xuống dưới không không nhấc tay được nữa, nó mỏi. Đây, thương hiệu của nó đây quý vị nhé. Vẫn hàng Made in USA nhé. Được chưa? Nó quá là chất luôn. Tại sao không bảo?
Nặng con. Tiếp tục cái thứ sáu, không kém phần long trọng. Tất cả cái nạo lòng nó cũng đẹp hết, không kém phần long trọng, sáng hết. Đây là vết lau của khăn, vết loang mỡ đấy các bạn. Đây là cái số thứ tự thứ sáu, giá cũng 700k nhé. Để có tay hết, cả em đặt tay xuống đây này, sáng lung linh luôn, bóng loáng. Này thì em quay thứ tự, quý vị đợi gì, đặt này. Đây là thương hiệu của nó đây, quý vị này, tên của nó đấy. Đấy, cũng made in USA quý vị nhé. Đây là cái nồi thứ sáu, giá của em nó cũng 700k, còn em chả biết mã với thương hiệu nào cả. 700k không có giải nhau đấy quý vị. Cả đấy quý vị này, như đây nhé. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến số 0911 169 961 giúp em. Em trân trọng cảm ơn.